Nay mình sẽ quay U50 leo dừa nhé các bạn. U50 leo leo cái dừa, hái dừa. Dừa có cao nha. Đó. Đó. U50 leo dừa nè. Leo dừa cao chút quá luôn. Dừa hơi bị rậm quá. Ủa, cái dừa này chết rồi. Dừa này chết rồi. Dừa chết rồi. Dừa. Hai trái dừa này. Chuột, ăn cũng dữ nhưng mà. Ăn. Ăn. Ăn phá lỗ rồi. Biết các bạn có cái thuốc nào để chị mấy con chuột này nha. Chuột ăn qua chị vừa nó ăn tức là giờ không biết làm sao, biết con chuột hay sóc gì ăn khóa có cách khoét đồ lỗ lỗ rồi dây trường này này do mấy chuột ăn mấy đục lỗ này đục lỗ à chuột đang không quá trời này ha cũng nghe không cái dừa đục lỗ ăn chuột ăn và cái dừa cao kìa trái này cái dừa leo giờ cũng cực khổ lắm mấy cái giờ cao cao leo đuối lắm á à, giờ sẽ leo giờ nha giờ hơi bị cao á Ui, giờ để xuống rồi mà.